Trời. Kéo đầu đi. Thôi thôi. Bóc con này đi tìm anh chứ. Nó chết rồi. Vô mới luôn không? Không sao không? Không tới sao, coi thằng không sao. Đúp vào đâu? Có đúp vào đâu hả? Vui rồi. Cứu em cái anh kìa, cho em nhảy tiếng lên. Không. Anh em không. Đây này nhảy nào vậy? Lấy kia xài đi. Chờ em trước nè, chờ em trước. Lấy giáp. Lại cho em mới lại gần á. Ê, từ khoan nha, để anh vào bắn cái cục kia vô. Lấy giáp lên. Chờ lên. Lấy giáp lên. Không có liền. Trơn xuống. Ê, thôi anh với em bắn bia. Anh với em bắn bia đi ba. Ê, anh với em bắn bia đi ba. Ai phá này trước. Ừ, phá trước rồi. Cho lết lết rồi. Rồi, ai bắn trước? Anh bắn trước cho. Bia. Rồi, mà bắn bia đi, thọt thọt đi ba, nhớ vô lỗ nha. Đừng bắn anh nha ba. Không, mà bắn cái này đâu hai anh em mình đâu thấy được đâu. Thấy nè, anh đang bắn này không đó, thấy có hiệu quả đi chịu không. Bia nó bay ra luôn à. Ồ, anh bắn từ từ nè, em ngồi xuống em bắn ba. Em ngồi xuống em bắn. Ủa sao em bắn là gì? Em đâu bắn đâu, nó bắn em chết mà. À, đúng rồi, hài bắt đầu. Mà cố lên mà. Vô, nó đẹp vãi. Còn mát. Chúng ta chết rồi. Quay sâu rồi. Trong phòng này. Một shot ba, một shot. Ngay đầu. Xin lỗi nha mày, bắn đéo kịp. Không sao, đâu có gì đâu. Đồ, gác. Đi đâu. Camera lục bạc, Camera đâu? Camera chạy lỗ quá. Camera cuối thằng, vô sai đi, vô sai thoải mái đi. Nhớ là nó quay đầu đứng đây. Đủ. Chắc cậu không bắn thiệt luôn hả? Cậu chết rồi. Nó đâu rồi? Vô báo anh, trên lầu 3. Cái hát lủng đó nha. Họ xuống đây mày. Nó xuống thì vô sai luôn, NB. Cái hát đó. Hay quá Nghĩa ơi. Sao chết rồi anh rồi. Hay quá. Nghĩa là sau cái bàn hoặc là cái phòng kế bên. Đúng rồi. Ơi. Echo mới gắt chứ em. Echo nó bắn rồi ta. Để nó bắn cho nó. Nó bắn cho nó trong ra rồi. Nó có cái lỗ. Lô má cho tít địt mẹ. Lô má. Vậy luôn á. Đâu rồi, nó bắn em đâu vậy? Đâu rồi, em không chết, em chưa chết, nó bắn trên lầu xuống vậy không? Lầu bắn rồi. Em nghĩ vậy, em chưa chết. Em còn sống mà. Thôi em nói cái thằng kia kìa. Ghê em đéo biết luôn. Rồi, trời cô ngay cửa luôn à. Đi ra chết. Anh Nghĩa đụng cái tường bên đây giùm em ơi. Cô mất rồi. Đụng cái tường bên đây giùm em ơi nhỉ. Rồi. Có ai giùm đó không? Có ai giùm sai không? Có frost, có 7 frost ngay cửa luôn. Có bạn đi cho mèo anh. Có bạn đi vẫn còn. Bạn đi vẫn còn giùm sai. Nó ra rồi. Vô luôn. Không, ngay cửa có cái Rock, hash. Chanh. Tập, có đạp ở nhà đạp ở nhà.
địch mẹ. Lát thế bắn thế mà không chết. Giờ anh nghĩ là một hành lang hay gì mà một cockpit nhảy xuống. Cockpit nó nóng chấm đo mà. Ừ thì giờ kiểu đéo gì cũng thắng, đéo thấy thua được. Địch. Lâu quá. Đừng có bắn nhiều lắm chút. Nãy giờ nhiều lắm rồi á. Đủ quá, tao tăng cơ hội cho quay rồi đó, tụi bay có win được không? Rồi, em rồi. Chó đâu? Đây chó đâu? Đây chó đâu? Chó chết rồi, nó phế từ cái lúc mà anh bắn cái cục của nó rồi. Trốn luôn đi con. Trốn luôn đi con. Trốn luôn đi con. Đót, 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 lộn, đót, ba, đót, ba. Thấy chó. Gì vậy? NV gánh tim. Hãy hẹn trình lanh đi nông liền. Một thằng quýt ngay đóng cây luôn á. Chứ không phải cho nó. Chưa gờ, hai hàng dưới sai rồi. Ui da. Lát á, lát. Lát bắn gì lát. Phót rồi, phót qua em đi. Lầu á. Có lemon không đặt đi. Nó chạy ra sau lưng không á. Quá giờ này đặt đi không. Lại. Bảy. Nó là bảy kìa, nó sau lưng á. Ừ. Coi chừng bảy sau lưng luôn nha. Trigger còn sống á. Ơi ông đứa lưng thế vậy? Đồ má làm đéo gì lấy lục dữ rồi. Ê lên lầu rồi, vô sai anh với. Khoan. Đạt đủ, nice. Khó rồi. Bình khói không vậy? Bình khói. Nè. À, đúng rồi. Em chưa. Em chưa rồi, hàng ba đít chết rồi. Cố em cái. Một đứa trong đây. Bé lên cứu luôn em. Đâu. Cứu tài đâu gì đâu. Vô hả? Nó hình vô hả? Không, nó chết rồi, tôi bị siêu rồi. Tôi bắn ngay đầu nó chết rồi. Đập nhà nha bây. Mấy chết. Mấy có đứa này đây. Splat. Nó có bồn. Má mới giờ có đứa test hàng mà rồi vui ghê. Ê cái cửa. Địt mẹ mày phiêu. Nó mắc đái vãi luôn. Nó giờ mắc đái mà tụi đéo dám đi đái. Chắc cậu chết. Slap đằng kia, slap nhiều hơn. Ê, hồi nóng rồi, nó phát rồi. Tại à. Ê, tới. Ê, nó bắn đâu đây? Ê, nó bắn từ sau kìa. Bắn thử cái này vô. Bắn vậy hộp với anh Huy. Hả? Đéo biết luôn. Em mẹ. Đừng bắn nữa. Phiêu rồi, né đi. Một thằng slap ở đây rồi, lát ngay đầu á. Đừng bắn nữa anh. Anh hiểu không? Cái mẹ. Anh không biết đâu. Giờ tôi quay xuống đi. Tao có hàng ở dưới đây hết rồi. Rồi, Slash chết. Ồ, vậy Slash nãy nó giảm 7 em á. Rồi à. Giờ cho nó yếu rồi, anh bắn nó nhẹ nhẹ thôi chết rồi. Nhưng mà phiêu trên lầu. Ôi. Sâu. Ờ, có blitz nha. Glass rồi không? Lầu phiêu lại glass rồi. Ơ, tôi cứ tưởng là tôi bị đi xe khỏi phòng ấy. Không, glass chết rồi. Còn phiêu blitz. Rồi, cuối phiêu. Cho lầu. Cái lầu á. Không ngay chỗ đó luôn á, ngay chỗ đó luôn rồi. Từ từ thôi. Yếu rồi, tôi bắn nhiều lắm rồi. Yếu lắm rồi. Thắng luôn rồi đúng không? Ừ, thắng luôn rồi. Đây. Tài. Rồi. Spot cho nè. Em biết rồi. Nhưng mà anh có lỡ gục thì em ram bút luôn. Đó, tới giờ. Ngồi ăn trên. Còn ăn trên. Ôi phải. Thơ mai yếu rồi. Có glass nữa, có glass đi bất. Để em bít cho. Điện. Rồi, qua chết. Xuống, vừa vô dưới nè. Cầu má. Cái phòng gì đúng không? Còn nữa, glass.
Đấy, ở ngoài luôn, ở ngoài. Mất ở ngoài á. Mất cửa chính luôn anh kìa. Rồi em đi, chỗ đó chứ, ở kìa kìa. Em sao, em sao. Chạy ra bít luôn. Ừ. Cửa chính anh kìa. Má, em cào quá. Bên trái không nghĩa, bên trái. Biết rồi, trên trái trên lầu tôi có một đứa nữa. Xuống thì em thấy anh ấy là định biết, mình biết nếu kịp. Chắc cô, có chắc cô. Ủa là nó vô chưa hay là vẫn còn trên nóc nhà? Nó đập, có một thằng đập cửa sổ này mà không biết, em chưa biết nó vô chưa. Em không thấy ai hết rồi mà. Đường đi là cái chỗ giữa được rồi. Cứ đi mò thôi, để em thấy bấm xét được 5 cái đơn. À, có thằng gần em nè. Ủa, nhẹ chưa? Z đi. Chỗ nào Z cái nhẹ, để không biết quá. Trên lầu anh, trên lầu, không phải nó trên lầu nè đó. Trên đầu à? Đây nè, đó, đây luôn. Trên đây nè, đó đó, on ping. Trên nóc nhà, nóc nhà. Đây đó, nóc nhà. Chưa xuống nó bay coi chừng thấy, nó thấy á. Xong con nghe nó sau lưng em á. Vừa mới nói luôn. Trong phòng. Ờ anh vừa mới nói coi chừng sau lưng em. Nghe tiếng nó không á. Ủa ga. Đủ mất feel liều quá luôn. Ủa trời đồ này vậy mà nó cũng bắn được. One out, four remaining. Yes, thằng boss nữa vô. Hay quá nghĩa. Đồ mà mém lên đập bẫy. Frost. Mở mirror. Over here. Spotter, guys. Spotter. Mà em đang bắn nữa. Trong đó có đây cô mấy cái. Cô mấy cái. Đi về tôi để cam này không? Ma cái. Cây rồi. Quá nghĩa ơi. Frost trong đó nữa. Frost không biết. Đó. Chỗ này lia rồi. Bên phòng của thay á. Ông ấy cầm clear, nếu mà clear thì ông cầm nó lấy ông đi. Đó này bạn có thông mà. Ủa qua đây này, nghe này. Đúng rồi. Lock, lock, lottery room. Nice.
Đó. Mẹ thấy lồn là cũng có thằng canh bên này, từ từ. Ôi địt. Có bạn đít. Ê quá Nghĩa. Má núp trong nhà vệ sinh nãy giờ ba. Bay. Trap đi cần. Ôi địt mẹ. Đánh ở đâu xuống, anh đánh ở trên hả? Rồi, cho nghe rồi ta. Có cành mới chạy xuống á. Anh mới xuống barbecue á. Tổ bắn lần hai đứa luôn kìa. Rồi, thấy cấp cao rồi, anh thấy cấp cao rồi. Thấy con trong xa. Anh đâu mà, anh dí rồi đó, anh dí rồi đó. Tôi bảo đi thôi. Nói ghê quá, đủ mấy hai trong thai hết, trong thai hết, trong thai hết, trong thai hết. Mà nó có frost không mà địch này có frost cắt cắt luôn. Không có frost sáng ngay cửa, từ từ mà nhảy vô chết rồi mà. Nó smoke ngay cửa rồi. Yếu rồi, cột bay. Ta mất đi thanh niên gánh tiền rồi. Nhớ canh canh ở sau lưng nha không? Anh nên chôn vô cái này. Em canh. Khu sân nghĩ là nó đi vòng vòng. Em thấy khô rồi, cái này là trên lầu này, trên lầu này. Bắn máu vô, nghe đó luôn á. Các bạn, cái cành đi, em chắc chắn là vu xuống không, nó di chuyển rồi phải không? Đúng rồi, nó di chuyển. Ok, cho anh vô đặt bom. Khô là IQ man, IQ. Thấy rồi. Rồi, mới cành đó, anh cành bỏ bom vô. Rồi đó rồi. Điều khi vô quốc là 4 hàng chết hết rồi thì may ra. Lâu mà bật khác lên, bò lần mang 4 cái đầu rồi thì có thể thua. Còn nó chạy đâu rồi đó. Chắc nó, anh nghĩ là chắc nó rồ tay là chỗ anh. Ừ, này nghĩ nó không? Ngay. Quá IQ. Anh nghĩ thế nào nó cũng rồ thay lại cho anh. Tôi nắp nó mẹ. Để coi còn đứa nào nữa. Ừ, còn một đứa là tranh càng nó luôn á. Mà cầu thang. Don't go in, just is way. Không rồi, đi chung đi không rồi, đừng đi xuống đó không rồi. Đâu anh đâu. Tôi tranh càng nó ngay trên cầu thang á, nhưng mà ông đừng vô nó cạnh không rồi. Tôi thấy cái tháp của nó này, bắn vỡ shield nó trước đi. Bỏ đi rồi, nó bỏ rồi. Cầm nó lấy đi chỗ khác rồi, thấy chỗ khác rồi. Xuống đây mày. Nó lên lầu. Nó đây tôi đi vòng vòng coi. Lên lầu. Cũng đế xuống lầu lại. Bên đít chết nè. Đồ hồi nãy giờ tôi đứng đây mà quên bắn cam này nè Nghĩa. Nghĩa. Cái cam này đồ hồi nãy giờ tôi với ông rụng. Ừ. Chắc quá luôn. Rút trong sai. Đủ vô được rồi. Đấy. Vô rồi kìa. Hai đứa vòng sai. Có gì để em bôi cam đi đâu. Mới gắt gắt. Camera chỗ em nè. Có nó bắn từ đâu ra vậy? Bên em có khách chạy rồi. Trên kè đâu ta? Mira chết. Nice. Một rút trong sai á. Trên kè vòng vòng á. Trên kè giờ vòng vòng. Ôi em chết. Cái chiếc gà đó không? Súng nó đâu vậy Thông? Nó đứng nhậu hàng ngay cái góc luôn á, ngay cái góc giờ mà. Chơi đủ má. Rút chỗ gần kho lạnh, Rút trong sai nha anh. Rút kho lạnh á, gần cái cửa kho lạnh. Rút trong sai ra chân ca. Rồi, rút trong sai gần kho lạnh, gần kho lạnh. Rút trong sai. Lên. Nay nghĩa, hết rồi. Hết rồi. Trong đó luôn anh. Lẹ, giờ. Tham.
Go sai. Đủ. Sáng rồi, sáng rồi. Anh rẻ bắn cái này giùm em đó. Ồ, nghe đi. Bắn cái kiếm này nè. Đồ má. Bắn rồi hết nha. Nó giống như bè anh xin bè. Nè, à, một đứa ở đây nè. Em spot em phát nữa rồi. Bốn phát nữa anh nhỉ? Ngay chỗ tại em có. Ok. Sao cái hộp đó anh hả? Thôi, nó chạy. Thôi rồi, anh mới bắn rồi, mất máu rồi. Rồi, nó yếu lắm luôn rồi á. Còn một đứa rồi, quan chính. Đúng rồi. Đồ hang thông. Đợi nó xuống nè. Đưa bắn luôn, rồi, cho bốn kẹ. Ừ, đúng rồi. Đồ hang chết rồi. Bắn đi. Cho bốn kẹ đúng rồi. Rồi, úp mình. Còn ai nữa không ta? Được rồi, thôi. Tài lý rồi. Đó, tài lý rồi. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Cho rồi mình kiếm camera chứ. Đặt qua chơi camera lúc trên phòng lạnh đó, lầu 3 quá, con đi, con đi, con đi. Đang chọn tầng 3, đang chọn tầng 3. Má đang chưa vô trận. Nó cầu thang nhỏ. Gần phòng giặt ủi. Ok. Trích. Okay. Nó lộn âm. Điện nói đấy. Boss. Nó chạy qua kia, nó chạy qua đây à. Nó chạy qua cái cầu hang bên bộ xe đông. Rồi bắn nó được, chiều 30 nó rồi á. Frost thì phải. Hình như Frost chạy lên lầu 3 á. Có chừng Frost chạy lên lầu 3 á. Chiều 40 rồi. Đúng rồi, như Frost chạy lên lầu 3 lại à. Frost chạy lên lầu 3, nè xuống cho cái nè. Đó, Frost. Ai ở đây, chứ điện dữ, chạy ở đây rồi anh bắn đi coi. Em biết nó nếu được. Nó là lầu 3, Frost vẫn còn lầu 3 nha, ngay cái quầy bar này đủ rồi đó. Rồi. Vô. Em cho anh mà đấy. Em chụp cái hình đó luôn rồi đó. Nó không cho em vô trận luôn rồi nè. The fuck. Bây giờ sao? Ráng vô lại. Có 7. Giờ đó em tìm trận cho em vô rồi, được phát méo hiểu. Ủa phải có nút gì vô lại chứ. Có rồi, em reconnect rồi nè. À, lên server US mà có, nó không có thấy game, nó không có hiểu. Quá. Ôi ơi, tôi lên. Đâu vậy? Ôi ơi, quay kêu camera. Hết hồn. Thank you. Rồi, nó còn. À, hên bởi lộn luôn á. À, hên bởi các bạn. Rồi, còn có thằng nó chắc chiếu sai rồi, vậy rút mà. Rút cái nó mới vô xa đâu á. Xe lửa. Mấy đàn tàu á, chỗ ông á. Hay là... Để phải, sau gương nè. Hay. Nice. Xbox à, vô anh vậy. Rồi, nó bắn hôi gác của ba. Nó chạy như nào rồi. Nó giữ cái ổ đó nha. Cao me, cockpit. Có thể nha. Rồi, cockpit có thể đang chạy xuống đây nè. Mới thấy nó đục, nó đi xuống đó. Đây đang trên lầu nè. Nó ngay đây. Dạ, maybe. Trả lời. Oh, nice. Oh. What? Team bắn đắt rồi. Em thấy em nữa. Ok. Ủa mất, mấy bạn giàu quá luôn. Mình có thể dùng cục này mà. Mình có thể dùng cục này mà, đi mẹ mấy bạn giàu quá luôn. Anh nghĩ là... Không biết. Má, Hibana giàu quá luôn. Em á. Old school phải lộn mà địch mẹ. Ừ, anh nghe tiếng rồi. Gia Khảo. Kệ mẹ. Đi phim rồi. Bắt đầu ra rồi. Đằng sau anh đó kìa. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Hai thằng luôn, ở dưới anh kìa. Dưới hả? Nó xuống dưới hết rồi.
chỗ refill á, anh bắn nhắm nhắm vô refill đi, nó bò. Chờ em đi. Nó ra ngoài luôn. Đây còn hai đó. Đây. Four eliminated. Friendly mission successful. Là quá. Em là fan có tôi tin. Fan boy à? Ui em có chơi trên Facebook không? Có. Đồ quá gắt đi. Game gì cũng chơi nữa. Mặc dù một cái có chuyện hay thiệt. Tại mình đến nơi như này nè. Có Protein Infinity Game War, em chơi tới level 100 này, em nản quá nghỉ. Thôi em bao nha. Bye bye. Không, lát nữa vô lại giờ đi ăn cơm tí. Để coi lát mọi người còn chơi không. Anh đang chụp sai luôn. Đừng đắng vậy. Ôi! Má sao nhảy vô đéo được? Trên lầu anh kìa. Ừ, này chắc còn xuống. Còn đứa nữa, còn đứa nữa. Còn đứa nữa anh kìa. Ờ, bây giờ, bây giờ. Đồ quá drop shot luôn. Bao bao drop shot đâu em, nằm xuống mà. À, không không, có đứa nhảy xuống hết á. Em nghe. Thôi thật đừng bắn tôi nha anh Duy. Giờ cầm con tin ra luôn. Ôi đồ quá các bé. Nhanh vậy. Má hồi bởi vì em bắn các bé làm cái gì mà ngồi trong sai vậy đó.